Hello, thân chào tất cả anh chị ha, làm trở lại một lần nữa. Thì lần này thì Alan chỉ anh chị cái cách làm deep clean của cái máy K8. Ok. Thì cái deep clean á thì mình cần cái gì? Cái clip. Cái deep clean á thì mình cần một cái aquarium pump. Ok, cái máy bơm này thì anh chị có thể là vô mấy chỗ mà mua bán mà hồ cá, mấy cá đồ anh chị có thể mua nó cái pump ha. Thì anh chị cần cái pump này. Ok. Và cũng là cái bột E-Clean ha, cũng là cái bột E-Clean. Và cái chén này của nó cho mình sẵn rồi ha. Rồi. Ok, rồi bây giờ bắt đầu mình làm ha. Trước khi mà mình làm cái deep clean á, anh chị nhớ là anh chị phải rút điện nha. Rút điện của cái máy này ra. Phải rút điện nha. Rút điện ra nha. Rồi. Ok, cái thứ nhì á là anh chị lấy cái filter ra. Cũng lấy cái filter ra. Ok, đổi. Make sure là hai cọng gòn đen là lúc nào nó cũng dính cái filter ha. Bỏ cái filter giả vô cái chén không vô. Khóa nó lại. Ok. Rồi ha, như vậy rồi. Ok. Cái pump này là chị nhớ ha. Rồi bây giờ đó thì mình lấy cái bột E-Clean này nè, đổ vô đây 8 muỗng. 8 muỗng vô đây nha. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok, cũng 8 muỗng vô đây ha. Chị đổ nước vô. Đổ nước không tên nha, cũng được nha. Ok, đổ nước không tên thì để cho nó tan. Nhớ là mình cũng lắc cho nó tan cái bột đó. Ok, khi mà mình xả nước đó, thì mình nhớ mình đổ nước sao cho đầy lên qua khỏi cái mặt của cái pump. Ok, mình make sure cho nó tan. Ok, rồi cái kế tiếp đó thì anh chị rút cái cọng dây này nè, cái cọng dây màu trắng đó của cái máy. Nghe rút nó ra từ của cái faucet này ra ha. Rồi cọng dây màu trắng này nè. Ok, có cái nó bằng là cái water supply nha, một có cái màu xanh này anh chị sẽ gắn vô đây nha. Gắn vô cái water pump á, mình có cái thước á, ở đây nó cũng có một cái seal clamp này á, để anh chị khóa nó lại để đừng có cho nó bị bung á, khi mà bơm á để đừng có cho nó bị bung. Đây ha. Khóa cứng lại để sợ nó khi mình làm cái pump á nó bị bung. Ok. Rồi. Lấy cái gasket cap again, cũng lấy cái nắp màu đỏ này, bít cái lỗ dưới này đi ha. Cũng bít nó lại. Rồi. Cái ống nước này nè, cái ống mà để cho chảy nước ra đó, anh chị để cho nó hứng vô đây ha, hứng vô cái thao pump. Ok, rồi bắt đầu. Ghim điện vô lại nha. Anh chị ghim điện vô. Mà khi mình anh chị ghim điện á thì anh chị sẽ thấy cái pump nó chạy. Ok, anh chị thấy cái pump nó chạy nè, nó bơm nước lên. Ok, thì khi mà nó bơm nước lên á thì ở đây nó chảy ngược kia ra. Đây là cái quá trình mà deep clean. Ok, mà muốn làm một cái deep clean mà cho nó sạch cái máy á là anh chị nhớ là làm sau khi mà anh chị vừa làm e clean xong là làm deep clean liền. Ok, là nó rất là hiệu quả nha, là cái máy mình rất là sạch, cũng giống như là trước khi mà anh chị giặt đồ vậy đó, thì anh chị ngâm cái bộ quần áo đi, ngâm cái quần áo của anh chị xong rồi anh chị giặt nó thì cái đồ dơ trong áo mà nó dễ ra hơn.
Thì cái này cũng giống như vậy, cái deep clean á thì mình làm cái e-clean, vừa làm cái e-clean xong rồi á, làm qua deep clean, nhưng mà mình phải nhớ là rút điện ra khi mà làm cái deep clean. Ok anh chị, bây giờ là Alan đã làm một cái deep clean là đã được một tiếng mấy rồi ha, thì should be ok tại vì mình làm cái deep clean này là after cái e-clean. Ok, khi mà e-clean mình làm deep clean liền thì mình chỉ cần làm một tiếng thôi. Thì bây giờ đã làm xong rồi đúng không? Giờ anh chị ha. Bây giờ cái thứ nhất á là mình unplug. Ok, we unplug the power của cái pump nghe, cái power này của cái pump. Giờ mình unplug nó đi nha. Rồi xong ha. Rồi bây giờ mình đổ cái nước này ra bỏ. Ok, để mình lấy cái ok, đổ cái nước này ra bỏ ha. Nên ta mình chỉ đổi cái bucket khác thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình đổ xả cái nước sạch vô. Xả cái nước sạch vô ha, xả ngâm, xả cho nó đầy lên lên trên đây rồi mình gắn cái pump vô trở lại. Ok. Rồi bây giờ mình gắn cái pump vô trở lại ha. Bây giờ là mình rửa cái máy deep clean again bằng nước sạch cho nó khoảng 5-10 phút thôi. Ok. Ok, giờ tiếp tục nè ha. Đó là bây giờ nó đang là xả nước sạch không. Ok. Nước này nước sạch nha, cái nước hồi nãy là cái nước nước bột chanh đó là mình đã lấy bỏ rồi. Ok, giờ cho nó xả bỏ ngoài đi. Cho nó chảy như vậy khoảng 5-7 phút gì đi. Nha, là để cho nó rửa cái máy và nó sạch ở trong. Ok. Thì không khi rửa máy sạch đó mình có thể mình lấy luôn cái nút này ra đây nha, để cho nó xả luôn cái nút dưới này luôn. Cho nó xả cái đường sạch cho nó đi ra. Rồi ok, bây giờ kể như là anh chị đã xả bỏ cái nước này là được 15 phút rồi. Ok, xả bằng nước lạnh đó nha, 15 phút rồi cái là hoàn tất. Bây giờ anh chị điều thứ nhất là anh chị rút rút cái điện của cái pump ra ha, để cho nó stop cái pump. Ok, bây giờ cái pump nó stop rồi ha, bây giờ chị tháo này ra. Tháo cái clamp này ra ha, để lấy cái ống nước này ra lại. Ok, rửa nó sạch cái đi. Rồi anh chị sẽ gắn lại vô cái cái faucet của cái máy Kangen ha. Gắn trả lại như cũ. Ok. Rồi, lấy cái chén filter giả ra. Ok, thì make sure là trong đây cũng hai cái ring ha. Bỏ lại. Ok. Lấy cái filter của cái máy. Ok, lấy cái filter của cái máy bỏ vô trở lại. Lắp nó lại nha anh chị ha. Ok. Rồi bây giờ đó là gắn lại cái power cord của cái máy Kangen của mình. Ok. Giờ nó kêu mình mở nước cho nó chảy rin cái máy một lần nữa. Ok. Rồi bây giờ anh chị rin cái máy này á, là một lần nước nữa là 5 phút nha, là cái như là hoàn tất, anh chị là completely là xong. Là cái deep clean á, là mình recommend là làm 3 tháng một lần hay là 6 tháng một lần nha. Còn cái e-clean thì mỗi 3 tuần hay là 4 tuần làm một lần. Deep clean là 3 tháng một lần hay là 6 tháng một lần cũng được, tùy theo cái nước anh chị xài nhiều hay là ít. Ok. Vậy là anh đã hoàn tất cái deep clean. Ok, chúc anh chị
gặp nhiều may mắn ha và thành công trong cái công việc Energy Kangen Quarter. Ok, cảm ơn anh chị. Bye bye.